Võ Thần Chúa Tể chương 5580, nghĩ nhiều. Lúc này ám tinh minh nữ trong lòng kinh hải vô cùng, cái này nữ đế đại nhân lưu lại tội nghiệp chi lực, cho dù là cường đại trở lại đại đế cũng không cách nào chưởng khống, bằng không thì cũng sẽ không sừng sững cái này minh giới đã nhiều năm như vậy. Nhưng vừa vặn, tần trần mắt nhìn sắc mặt khiếp sợ ám tinh minh nữ, thản nhiên nói, mặc dù ngươi thật sự là minh nguyệt nữ đế trước kia lưu lại ám thủ, bất quá nơi đây bây giờ nguy hiểm trọng trọng, một bộ phân thân cứ như vậy tiêu thất, cho dù không có truyền trở về bất cứ tin tức gì, ngũ nhạc minh đế chỉ sợ cũng không bao lâu nữa liền có thể cảm ứng được tình trạng, cho nên bản thiếu không hy vọng ngươi lại có bất kỳ nghi ngờ nào, mau chóng nói ra sự thật. Tần Trần nhìn chầm chầm ám tinh minh nữ, ánh mắt kia rất có xâm lược cùng cảm giác áp bách, nhưng ám tinh minh nữ cái trán hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như ám tinh minh nữ còn không biết mở miệng, cái kia tần trần bức không thể liền muốn đối với nàng tiến hành siêu hồn. Ám tinh minh nữ gắt gao ngăn cản tần trần ánh mắt, sắc mặt khó coi nói, không phải ta không nguyện nói, mà là cái này thái âm minh nữ cùng thâm uyên tộc nhân, trước kia nữ đế đại nhân chính là vì thâm uyên mà mất tích, nàng có thể nào triệt để tin tưởng đối phương. Nguyên lai like ngươi là đang lo lắng cái này, tần trần gật gật đầu, nhìn về phía thái âm minh nữ, khoát tay, bá, thái âm minh nữ trong nháy mắt bị hắn nắm bắt tới, tiếp đó tại đỉnh đầu nàng bỗng nhiên vồ giữa không trung. Oanh! Một luồng khí tức kinh khủng phun trào, thái âm minh nữ cùng hắc liên thánh sứ thần hồn trong nháy mắt bị lăng không cầm ra, hai đạo linh hồn mặt lộ vẻ hoảng sợ, ở tại nơi trọng yếu, một tia chớp phù văn ấn ký trong nháy mắt hiển lộ mà ra, đạn ngời rực rỡ. Linh hồn ấn ký, ám tinh minh nữ chấn kinh nhìn xem tầng trần, tầng trần bàn tay hướng phía dưới nhấn một cái, oanh, hai người thần hồn lúc này một lần nữa trở lại trong thân thể, cơ thể sụi lơ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, các nàng cảm giác mình sinh tử hoàn toàn chưởng khống tại tầng trần trong tay, cái loại cảm giác này thật sự là quá mức đáng sợ, để các nàng nội tâm không sinh ra bất luận cái gì phản kháng. Người là giao thất, ta là thịt cá. Vừa rồi trong nháy mắt đó, các nàng thậm chí có loại vô luận tầng trần để các nàng làm cái gì, các nàng đều không thể không phục tùng cảm giác. Tần Trần mắt nhìn Thái Âm Minh Nữ, người tới cho nàng giải thích một chút. Thái Âm Minh Nữ toàn thân đổ mồ hôi tràn trệ, vội vàng hướng về phía Ám Tinh Minh Nữ đạo. Ám Tinh, trước kia ta đích xác là cùng Thâm Uyên Nhất Tộc có chỗ cấu kết, nhưng Hắc Liên Thánh Sứ Đại Nhân cùng hãm hại Nữ Đế Đại Nhân Thâm Uyên Nhất Tộc cũng không phải là cùng một hỏa. Ta cũng là tại Nữ Đế Đại Nhân sau khi mất tích mới dựa vào Hắc Liên Thánh Sứ Đại Nhân đột phá Đại Đế. Những năm này mặc dù chiếm cứ bộ phận Vĩnh Kiếp nghiệt Hải nhưng chưa bao giờ hãm hại qua nữ đế đại nhân lúc trước cũng là may mắn mà có tần trần đại nhân đã cứu rỗi ta chờ để cho chúng ta từ xa đọa bên trong tỉnh táo lại biết làm quỷ hẳn là trung nghĩa quyết không thể phản bội trước tiên chủ không phải vậy chính là vong ân phụ nghĩa quỷ súc không bằng nhìn xem run rẩy giải thích thái âm minh nữ ám tinh minh nữ tâm thần rung động từ lúc trước nhìn thấy cái kia một đạo linh hồn ấn ký bắt đầu nàng liền đã tin tưởng tần trần bằng không lấy thâm nguyên nhất tộc cá tính, như thế nào nguyện ý để cho người ta tại trong linh hồn lưu lại ấn ký. Nghĩ tới đây, Ám Tinh Minh nữ mắt nhìn Bất Tử Đế Tôn trên người tư mệnh điện, cuối cùng chậm rãi nói, cái này một khóa tội nghiệp tinh thần, chính là Minh Nguyệt nữ đế đại nhân trước kia truyền cho ta, kèm theo Ám Tinh Minh nữ giảng thuật, đám người cũng dần dần nghe rõ, nguyên lai like trước kia Minh Nguyệt nữ đế từng đơn độc đi tìm Ám Tinh Minh nữ, ban cho nàng món này chí bảo, bằng này chí bảo ám tinh minh nữ có thể dẫn động vĩnh kiếp Nhiệt hải bên trong tội nghiệp chi lực tu hành. Đồng thời để nàng không nên nói cho bất kỳ người nào khác, một khi nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền để ám tinh minh nữ xâm nhập vĩnh kiếp Nhiệt hải hạch tâm, dẫn động vĩnh kiếp Nhiệt hải chi lực, bảo vệ cẩn thận nơi đây, đợi nàng trở về. Về sau minh nguyệt nữ đế tiêu thất, ám tinh minh nữ dựa vào tội nghiệp này tinh thần đột phá đại đế cảnh giới, những năm gần đây, kỳ thực ngay từ đầu vẫn có đại đế muốn ngấp nghé cái này vĩnh kiếp nghiệt hải, cũng là bị nàng dẫn động tội nghiệp chi lực mà âm thầm xua lại ngoài ra minh nguyệt nữ đế còn từng nói cho ta biết nếu là tương lai ngày nào đó có người chấp chưởng tư mệnh điện mà đến liền để ta giúp đỡ một chút sức lực nói đến đây ám tin minh nữ mắt nhìn bất tử đế tôn bất tử đế tôn lập tức bừng tỉnh khó trách ngươi nhìn thấy ta tư mệnh sau điện thần sắc sẽ như thế quái dị hơn nữa biết rõ thái âm minh nữ cùng thâm uyên nhất tộc cấu kết cuối cùng vẫn là đứng ở chúng ta bên này. Một bên Thái Dương Minh nữ nhìn không được cả kinh nói, ngươi lại là Minh Nguyệt nữ để lưu lại ám tử. Nói như vậy, trước kia ngũ nhạc Minh đế đại nhân âm thầm buông xuống vĩnh kiếp nghiệt hải, ta mang hắn lẻn vào vĩnh kiếp nghiệt hải chỗ sâu, tính toán đem hắn trưởng khống, lại đột nhiên dẫn phát vĩnh kiếp nghiệt hải bạo động, dẫn tới Minh giới rất nhiều đại đế chú ý, chẳng lẽ là ngươi dở trò quỷ. Đương nhiên, ám tinh minh nữ phẫn nộ nhìn xem thái dương minh nữ, kỳ thực ta đã sớm biết được ngươi cùng ngoại nhân cấu kết, chỉ là không có nhìn thấu ngươi, mà là một mực thủ vững vĩnh kiếp nghiệt hải, hoàn thành nữ đế đại nhân mệnh lệnh mà thôi, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi vậy mà sớm tại nữ đế đại nhân trước khi mất tích, liền cùng ngũ nhạc minh đế có cấu kết, hãm hại nữ đế đại nhân. Ám tinh minh nữ đăng đằng sát khí, tiến lên một bước, oanh, khí tức kinh khủng đột nhiên trấn áp tại thái dương minh nữ trên thân, giống như sóng dữ, hận không thể đem Thái Dương Minh Nữ tại chỗ chém giết. Tần Trần vung tay lên, đem cổ này sát cơ chôn vùi, thản nhiên nói, không vội động thủ, người này ta còn hữu dụng. Nói đi, Tần Trần quay đầu nhìn về phía Thái Dương Minh Nữ. Ngươi nghĩ làm gì với ta? Thái Dương Minh Nữ thần sắc khẽ biến, trong lòng không hiểu phun trào sợ hãi. Tại Tần Trần dưới ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, thật giống như bị thợ săn chầm chầm bên trong con mồi, có loại rung lẫy bẫy cảm giác. Làm cái gì? Tần Trần khẽ cười một tiếng, các hạ trước kia phản bội minh nguyệt nữ đế thời điểm, như thế nào không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Dứt lời, Tần Trần lúc này nhìn về phía chúng nhân nói, trấn áp lại nàng, bản thiếu muốn đối nàng tiến hành sưu hồn. Sưu hồn? Thái Dương Minh nữ lập tức biến sắc, vội vàng nói, ngươi nghĩ biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi, không cần. Tần Trần trực tiếp cự tuyệt, coi như Thái Dương Minh Nữ muốn phối hợp, hắn cũng sẽ không bốc lên nguy hiểm như vậy, dù sao khảo vấn nào có sư hồn tới thuận tiện. Trước đây không đúng Thái Âm Minh Nữ sư hồn, là bởi vì ban đầu chính mình hướng về phía tội nghiệp chi lực lĩnh ngộ không đậm, lại thêm tình huống không cho phép. Nhưng bây giờ, Tần Trần từng có sư hồn Thái Âm Minh Nữ kinh lịch, lại thêm để thôn phệ ngũ nhạc minh đế thần hồn bản nguyên cùng với tại vĩnh kiếp nghiệt hải lấy được một tia đề thăng, xe nhẹ đường quen phía dưới, tự nhiên không có chút gì do dự. Chỉ thấy hắn một bước đi tới Thái Dương Minh nữ trước người, đại thủ bỗng nhiên nén hướng đỉnh đầu của nàng. Không, không muốn. Thái Dương Minh nữ phát ra một tiếng hoảng sợ rung động gọi, một cổ kinh khủng linh hồn khí tức trực tiếp chui vào đến linh hồn của nàng biển sâu chỗ. Ông! Trong chốc lát, chịu đến tầng trần xâm nhập Thái Dương Minh nữ linh hồn hải kịch liệt sóng gió nổi lên, tính toán chống cự tầng trần xâm lấn ha ha điêu trùng tiểu kỷ tần trần cười khẽ trực tiếp dẫn động tội nghiệp chi lực trong chốc lát quanh một tiếng toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hại khí tức dâng lên cái này một cổ tội nghiệp chi lực trực tiếp rót vào thái dương minh nữ trong thần hồn thủy mị đồng thời tần trần mở miệng lên tiếng cực mị chi thuật thủy mị đại đế đã sớm chuẩn bị cường đại mị hoặc chi thuật thi triển trong nháy mắt xâm lấn thái dương minh nữ não hải triệt tiêu phản kháng của nàng oanh. Lập tức, vô số tin tức bắt đầu lộ ra tầng trần não hải, đại lượng tạp nhạp tin tức lít nhà lít nhít truyền lại mà đến, lệnh tầng trần não hải hơi hơi mê mùi. Nhưng từng có xâm lấn thái âm minh nữ thần hồn hải kinh lịch, tầng trần lần này cơ hội không có chịu đến bất kỳ tổn thương, cũng đã chống cự lại nguồn tin tức này xung kích. Ngược lại là thái dương minh nữ, ánh mắt mông lung, không khỏi kiều hừ một tiếng, toàn thân run rẩy co rút không thôi, giống như chứng động kinh loại này cưỡng ép siêu hồn so với thuần túy cơ thể xâm lấn còn muốn càng thêm tư mật cùng kinh khủng sơ ý một chút thậm chí sẽ đối với thần hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương ngoại giới thái âm minh nữ nhìn xem thái dương minh nữ trạng thái hồi tưởng lại phía trước mình bị xâm lấn siêu hồn kinh lịch không khỏi lòng còn sợ hãi sắc mặt trắng bệch mà ám tinh minh nữ bọn người cũng là kinh hãi không thôi luận tu vi thái dương minh nữ nãy là đại đế cường giả mà Tần Trần bất quá là một tôn chuẩn đế mà thôi. Trên lý luận lấy Tần Trần Tu Vi đừng nói là sư hồn Thái Dương Minh Nữ, cho dù là Thái Dương Minh Nữ thân hãm hôn mê, Tần Trần cũng tuyệt không xâm lấn nàng thần hồn có thể. Nhưng bây giờ, một màn trước mắt, triệt để đổ nàng nhận thức ngày trước. Đặc biệt là ám tinh Minh Nữ, cơ thể không rõ rung một cái, còn tốt nàng phía trước thông qua được khảo nghiệm, bằng không, chỉ sợ cũng cần trải qua dạng này một hồi sư hồn, kia đối nàng tới nói đơn giản sống không bằng chết hết thảy tư mật đều đưa không chỗ che thân một lát sau oanh tần trần rút lui mở tay phải bị tần trần rút lui thần hồn hải thái dương minh nữ lúc này kêu lên một tiếng đau đớn toàn thân sụi lơ xuống toàn thân quần áo đã sớm bị mồ hôi thấm ướt sụi lơ như buồn tần trần như thế nào u minh đại đế bất tử đế tôn bọn người đều là nhìn qua tần trần bỗng nhiên mở to mắt sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó nhìn lên chúng ta sợ là phải phiền phức u minh đại đế đám người sắc mặt biến đổi tần trần trầm giọng nói ta vốn cho rằng ngăn trở ngũ nhạc minh đế phân thân tin tức truyền ra ngoài liền có thể tranh thủ một chút thời gian không nghĩ tới mặt trời này minh nữ một mực có cùng ngũ nhạc minh đế tiến hành câu thông người này ở phía trước tới thái âm đảo phía trước liền từng truyền lại cho ngũ nhạc minh đế một chút tin tức như lát nữa không có tin tức truyền trở về một khi ngũ nhạc minh đế sinh ra hoài nghi lại không cảm ứng được phân thân của mình ấn ký cái kia giờ khác này tất cả mọi người tại chỗ đều biến sắc lấy ngũ nhạc minh đế thực lực một khi bản thể hắn buông xuống trừ phi lợi dụng toàn bộ vĩnh kiếp nghiệt hại tới đối kháng bằng không tại chỗ không người có thể là đối thủ không nói những cái khác lúc trước chỉ là thứ nhất đạo phân thân liền có thể lấy một địch ba còn kém chút chiến thắng đây là bực nào thủ đoạn tại tứ cực đại đế trước mặt phổ thông đại đế căn bản bất lực ngăn cản. Vậy phải làm thế nào, bất tử đế tôn đám người thần sắc vội vàng. U Minh, nếu là cái kia ngũ nhạc Minh để bản thể buông xuống, bằng vào ta chờ liên thủ lại thêm chi cái này vĩnh kiếp nghiệt hải, có thể hay không đem hắn ngăn cản, kiên trì đến tư tư chữa thương kết thúc, nhận được vĩnh kiếp nghiệt hải truyền thừa. Tần Trần nhìn về phía U Minh Đại Đế, ánh mắt nheo lại, U Minh Đại Đế sắc mặt khó coi, không hề nghĩ ngợi chính là trực tiếp ngắt lời nói, ngươi nghĩ nhiều lắm đây tuyệt không có thể tứ cực đại đế không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy các bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc các bạn nghe truyện vui vẻ